Vì sao con khóc? Hả? Ông là ai vậy? Ta là đến để giúp đỡ con ơi Vì sao con khóc? Con đỗ đại học rồi Quá? đỗ đại học sao khóc vậy? Nhưng bố mẹ cho con 10 triệu để mua laptop thôi em Nam Nhu cầu của con là gì? Con muốn hiệu năng phải mạnh để chơi LOL với Bắc Di Mà nó phải đẹp để con đọc tài liệu với cả nó phải mỏng nhẹ để con mang đi mang lại đúng nữa <laughs> 10 triệu 10 triệu mà đòi như vậy á Bố mình nhịn được lâu lắm Đấy là người khác sẽ nói với con như vậy Chứ còn đương nhiên là ta sẽ có giải pháp cho con Thì đây là mẫu laptop mà mình muốn giới thiệu cho các bạn học sinh, các bạn tân sinh viên chuẩn bị bước vào năm học mới Và với cái tài chính trong khoảng từ 10 cho tới 12 triệu Thì MSI Modern 14 C7M nó đáp ứng được đầy đủ các yếu tố mà các bạn quan tâm Vậy bốn yếu tố đó là gì? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ ngay với các bạn đầu tiên đó chính là hiệu năng thì MSI Modern 14 sẽ được trang bị con chip đó chính là Ryzen 5. 7.530 u Thực tế thì cái con chip này nó là một cái bản refresh lại của con chip Ryzen 5 5600U. Nhưng mà thực tế thì ra sao? Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thông số. Với cái bài test đầu tiên đó chính là Cinebench r 23 thì số điểm đơn nhân và đa nhân của nó. Như các bạn thấy trên màn hình thì đây. Những cái điều mình muốn nói tới đó chính là cái con CPU này thì nó ăn tới 25W điện ở đơn nhân và 45W ở đa nhân. Gần như là nó được bung hết sức mạnh ra rồi. Còn với bài test PCMark 10 thì cái chiếc máy này đạt khoảng là 4.385 điểm một con số khá là ổn cho một mẫu laptop một cái mẫu ultrabook phổ thông văn phòng nhưng cái vấn đề là khi mình test game với hai cái tựa game rất là huyền thoại và nổi tiếng của anh em dân học sinh và dân văn phòng ấy thì với tựa game CSGO khi mà mình test ở cấu hình đó chính là medium thì nó vẫn đạt được ở cái mức fps là 60 cho tới 70 à, thật ra mình nghĩ là anh em hoàn toàn có thể hạ cái mức cấu hình cái mức setting này xuống để chúng ta cho ra được cái mức fps tốt nhất trên cái mẫu laptop này còn với tựa game liên minh huyền thoại thì mình có test ở mức cấu hình nó chính là max setting thì cái mức fps trung bình khi mà mình farm lính và khi mà mình farm quái thì nó sẽ rơi đâu đó vào khoảng là 100 cho tới 101 còn khi mà combat các thứ căng thẳng hơn ấy, tung skill liên tục vào mặt đối phương thì FPS sẽ rơi xuống còn khoảng là 90 cho tới 95. Tuy nhiên cái hiện tượng drop FPS thì nó cũng không xảy ra quá nhiều khi mà các bạn tung quá nhiều skill trong giao tranh. Còn về hiện tượng xé hình hay là giật lag quá mạnh thì mình thấy là nó cũng không hề xảy ra trên cái chiếc MSI Modern 14 này. Thì nói chung là với những tựa game cơ bản, những tựa game quốc dân như là Liên minh huyền thoại hay là CS:GO thì MSI Modern 14 hoàn toàn có thể sửa đẹp được những cái tựa game đó ở mức cấu hình và thấp nhất cho tới trung bình thì mình cũng khuyên anh em mà với những cái tựa game này thì anh em cũng chỉ nên chơi ở mức đó thôi nhưng chuyển sang với cái tác vụ multimedia ví dụ như ở đây là mình có test với cả Pocket Ben Photoshop thì nó vẫn đạt được khoảng là 634 điểm một con số khá là ổn đối với một mẫu Ultrabook mỏng nhẹ đúng không nào hay là với Premiere Pro Benchmark thì số điểm là 131 Những cái điểm mà mình muốn lưu ý với các bạn đây ấy, Là với những cái footage hay là với những cái video dạng 4K thì nó mới cho ra cái số điểm này còn với những anh em nào mà muốn chỉnh sửa video cơ bản này dựng ở cái dạng là full hd mà thôi ấy, cái msi modern 14 này nó vẫn có thể đáp ứng được đầy đủ tốt những nhu cầu đó và bởi vì cái chiếc máy này được trang bị 16 gb ram thế nên là mình cũng cho em nó test thử với một số bài test after effect thì số điểm cho ra trên chiếc máy này nó vẫn là khoảng 368 điểm nhưng mà mình không khuyến khích anh em sử dụng after effect trên cái mẫu ultrabook này nhá à đấy nói về cái vụ ram thì mình mới nhớ ra là em này mặc dù được trang bị 16 gb ram nhưng cái điểm đáng tiếc trên cái chiếc laptop này đó chính là nó sẽ không có khả năng gọi là lắp thêm RAM tức là 16GB RAM này là hàn chết rồi anh em ạ. Với những tác vụ văn phòng cơ bản như Office này, như chỉnh sửa video này hoặc là Photoshop edit nhẹ nhẹ thì nó vẫn có thể đáp ứng được nhưng mà với những tác vụ như kiểu anh em làm lập trình, giả lập các thứ thì có lẽ mẫu laptop này nó sẽ không thể đáp ứng được những nhu cầu đó. Và với mức giá tầm khoảng 12 triệu đang được bán chính hãng tại Sevenet thì mình thấy MSI Modern 14 C7M nó là một cái mẫu laptop rất hợp lý trong tầm giá khoảng 12 triệu với cái cấu hình này. Bên cạnh đó khi các bạn mua cái chiếc MSI Modern 14 này tại Sevenet thì chúng ta đang có những cái chương trình ưu đãi này giảm giá cho các bạn học sinh, các bạn tân sinh viên với chương trình Back to School 2023, săn sale rất là thoải mái tại đây luôn. Nói chung là với cái chương trình tự trường bật điêu đỉnh này thì khi các bạn mua laptop này thì sẽ được giảm toàn bộ 5% tại đây cùng với đó là phụ kiện thì sẽ được giảm lên tới là 50% hay là anh em nào mà mua điện thoại thì cũng sẽ được giảm toàn bộ 5%. Cái đường link chi tiết ấy thì mình sẽ để phía dưới phần mô tả nhá. Chương trình này tại Sevenet thì cũng chỉ diễn ra từ ngày mùng 1 tháng 7 cho tới ngày 31 tháng 10 mà thôi. Đường link thì mình sẽ để phía dưới phần ghim comment và phần mô tả để anh em tiện theo dõi. Và chuyển sang yếu tố tiếp theo là một yếu tố mà các bạn sẽ sử dụng mắt các bạn sẽ phải đập hàng ngày vào chiếc laptop này Đó chính là về phần màn hình Thì tổng quan MSI Modern 14 sẽ có một cái thông số màn hình khá là ok Theo thông số đến từ nhà sản xuất có độ phủ màu lên tới là 100% sRGB Cùng với đó là tấm nền của màn hình này thì sẽ là IPS Theo mình thấy ở trong cái tầm giá laptop dưới khoảng 13 triệu này thì rất ít cái mẫu laptop nào có được cái độ phủ màu lên tới là 100% sRGB như cái MC7M này Tất nhiên đấy là ở cái phương diện là độ phủ màu nhá còn ở yếu tố là độ chuẩn xác màu này thì chiếc máy này mình cảm thấy là nó vẫn chưa thực sự tốt lắm nó vẫn có gì đó hơi rực phù hợp để các bạn xem video này xem phim trên cái màn hình này hơn là các bạn muốn sử dụng cái màn hình này để chỉnh sửa màu sắc một cách chính xác nhất đương nhiên là các bạn có thể tùy chỉnh các profile màu khác nhau trong cái phần mềm amd nhưng mà mình khuyến khích anh em nên mua cái con Spider X Hoặc là ra các trung tâm bảo hành ấy Đấy, anh em dùng cái con Spider X đấy để cân lại bầu Thì nó sẽ chính xác nhất Còn với cá nhân mình thấy thì cái màn hình của MSI Modern 14 này ấy Nó có một cái điểm trừ nhỏ nhỏ Là phần cạnh trên và phần cạnh dưới của màn hình này Nó sẽ khá là dày Thực ra cái meta màn hình dày này nó ao từ rất là lâu rồi Thế nên anh em nào mà muốn sử dụng lâu dài ấy Thì cảm giác như là cái màn hình này nó vẫn chưa phải là một cái ưu điểm quá lớn mặc dù hai cạnh bên nó cũng đã rất là mỏng còn về phần thiết kế thì mình khá là thích cái thiết kế của chiếc laptop này bởi vì nó có một cái tông màu đen chủ đạo nó rất đẹp rất nam tính phù hợp với cả các lứa tuổi luôn kể cả anh em nào mà thích cái sự nam tính mạnh mẽ cũng được mà thích cái sự chỉn chu thì cái mẫu laptop này nó vẫn hoàn toàn có thể làm được điều đó Nhưng vì cái chiếc laptop này được hoàn thiện chủ yếu bằng cái phần nhựa bóng Thế nên là cái phần mặt A và cái phần mặt C này mình thấy là nó khá là bám mồ hôi và dấu vân tay Tuy nhiên đây cũng chỉ là một nhược điểm nhỏ nhỏ thôi Còn trong quá trình mà chúng ta sử dụng ấy thì theo mình các bạn cứ thủ trong ba lô một cái khăn Để chúng ta có thể lau một cách dễ dàng hơn Nói đến ba lô thì mình mới nhớ ra là kích thước của chiếc laptop này ấy, nó chỉ đâu đó khoảng 1,4 kg mà thôi. Với 1,4 kg này thì nhiều anh em có thể nghĩ là nó không quan trọng đâu đúng không? Nhưng mà mình đã từng là sinh viên thì mình thấy rằng anh em đi từ nhà cho tới trường này, từ trường cho tới cái chỗ chúng ta thực tập, chỗ chúng ta làm việc này, mà với bốn năm chặng đó mà các bạn thử mang một cái mẫu laptop gaming xem, đâu đó khoảng 2 cân mỗi ngày, chưa kèm sách vở, bút biếc, ví các thứ thì nó sẽ là một cái gánh nặng cực kỳ lớn trên vai sau cái hành trình học tập của các bạn thì mình thấy rằng với 1,4 kg mà các bạn mang hàng ngày ấy, thì nó cũng không quá nặng đâu. Bên cạnh đó với một cái kích thước nhỏ gọn như thế này nhưng mà MSI Modern 14 C7M nó vẫn sẽ được trang bị ở rất nhiều cổng kết nối gần như là đầy đủ cả. Ví dụ như là một cái cổng sạc chân tròn 65W này, một cổng HDMI 2.1 này, một cổng USB A 3.2 này, và một jack cắm tai nghe 3.5. Bên cạnh đó là một cổng Type C 3.2 Gen 2 hỗ trợ sạc PD. Đấy thế nên là anh em nào mà có cái sạc điện thoại hoặc chẳng hạn mà có công suất khoảng 65W trở lên thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể đem một cái cục sạc đấy đem theo mà sử dụng được cho hai thiết bị rất là tiện. Còn phía bên phải thì sẽ là hai cổng USB A để cắm các thiết bị ngoại vi như là chuột hay là bàn phím và cuối cùng là một cổng micro SD. Và một điểm cộng nho nhỏ nữa là cái chiếc MSI Modern 14 này sẽ được trang bị viên pin 3 cell với dung lượng khoảng 40Wh thì với viên pin này thì mình cũng có test qua với cả PC Mark 10 Thật ra thì con số này mình thấy nó cũng không quá ấn tượng Bởi vì với cái con chip AMD Ryzen ấy Thì mình nghĩ là chiếc laptop này nó có thể đạt được cái thời gian sử dụng lâu hơn cơ Nhưng mà với cái năng nóng ở Hà Nội lên tới là 40 độ Thì mình nghĩ là khó có chiếc laptop nào có thể trụ được tầm đấy Trừ MacBook ra thì không nói rồi Đấy nhưng mà với những cái tác vụ cơ bản của mình Thì chiếc laptop này hoàn toàn có thể đạt được khoảng 5 cho tới 6 tiếng làm việc liên tục Còn đương nhiên rồi với bạn nào đã xác định mang cái chiếc laptop này ra ngoài để làm việc, học tập cả một ngày thì anh em nên đem theo sạc nhé. Tổng kết lại với mức giá khoảng 12 triệu cho MSI Modern 14. Với cái mã là C7M, cá nhân mình thấy rằng cái laptop này sẽ phù hợp với những bạn nào là học sinh này hoặc là các bạn tân sinh viên đang có kinh tế trong khoảng từ 10 cho tới 12 triệu. Các bạn hoàn toàn có thể mua và sở hữu cái chiếc MSI Modern 14 này. Bên cạnh đó là anh em muốn gọi là Photoshop edit cơ bản ấy thì chiếc laptop này hoàn toàn có thể làm được. Còn đương nhiên rồi, với cái tầm giá khoảng 12 triệu thì chúng ta khó có thể nào đòi hỏi được cái chiếc laptop này có một cái hiệu năng tốt hơn cùng với đó một mức cấu hình tốt hơn. Nhưng mà với cái mức giá này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với cả đại đa số các bạn học sinh và sinh viên hiện tại ok và đó là những chia sẻ của mình về mẫu laptop này các bạn thấy sao hãy comment ở phía dưới để mình biết nhá còn bây giờ thì xin chào